chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Quý vị và các bạn đến với kênh test âm thanh của cửa hàng audio Bản An Giang. Trước mắt quý vị đây là một con súp điện khá hiếm hoi của Sony, hiếm tại cửa hàng chúng em đến thời điểm hiện tại. Bây giờ vì nguồn hàng súp không còn nữa, lâu lâu nó về một con thì nó như vậy đấy, và nó hiếm trên thị trường nữa anh em. Con súp này nó cực hay, điện 120V, hàng Sony xuất Mỹ, thiết kế cực kỳ đẹp mắt. Cần nó đây, để cần vào đây ha, rất đẹp luôn, trưng bày con này tuyệt vời luôn. Mặt này nó sơn bóng sơn mài, nút nguồn ở đây, đây là có nhãn năng lượng energy của nó luôn rồi nha. Súp này thì tuyệt đẹp. Em mượn hai cái lo chép của anh kia, em bán cho anh kia rồi, em mượn em để vô cái súp em thử cho anh em nghe thử. Đây, súp Sony gấu chưa, súp này rất nặng nha, bass 30cm, cấp tầng này đấy, đầy đủ hết nha. Sony đóng nổi chữ Sony chà bá luôn nha. Điện 120W nha anh em, 90W nha, SAWM40. Đây, lỗ hơi đậm đây, quá khủng. Đây, các đường vào đường ra của nó đây. Đây, line in line out, có đủ hết nha. Thật sự cái thiết kế của căn phòng này là không dùng để thiết kế của cái phòng em hiện giờ là không dùng để hát súp anh em ơi. Loa mà nó đánh còn rung nên nói gì súp, súp nó đánh chịu không. Đây anh em, kê cái cửa vô cho anh em nghe cái cửa nó rung. Xe thè thè hết, rung nguyên cái phòng luôn chứ không phải là rung chỗ này không nữa, cửa sổ cửa gì. Súp này mà anh em đem về cái phòng cỡ 40-50m² kết hợp với một đôi loa full karaoke nữa thì thôi khỏi nói. Như đôi ram xa của em này, đôi bass 30 này, đưa cái súp này vào nó quánh nữa thì thôi dở nóc phòng luôn, không còn gì phải nói nữa. Súp Sony mà anh em, cực chất chứ không phải là Sony, là nó như Sony và Yamaha, như nó trùm súp. Yamaha thì nó đỉnh hơn nhưng mà cái giá thành của nó mắc hơn nha anh em, mắc hơn nhiều. Nếu mà Yamaha mà 3 tấc tầm này thì nó khoảng hơn 10 triệu lận. Sony này thì dễ chơi hơn, giá rẻ hơn mà chất âm vẫn vậy. Viền cao su nha anh em, viền cao su nha, viền đúng viền súp luôn, viền cao su đúng viền súp chuyên dụng luôn. Cao su nè, nó cứng hơn cái viền bình thường mình, đúng viền chuyên dụng của súp luôn chứ không phải là đấy. Đánh bass cực kỳ hay luôn, anh em mà chơi mấy con súp Việt Nam, súp boss, súp ấy anh em đưa vào như vứt đi thôi. So với con này mấy con nó vứt đi thôi, tiếng nó trầm, nó sâu, nó có cái độ tròn nghe nó phê. Súp này thì đẹp trên 90% luôn, nguyên zin hết, giá thì rất là mềm, hát thì rất là hay, đáng đồng tiền mắc gạo để anh em sở hữu. Và con súp này cực kỳ hiếm hoi, con một đó anh em ơi, khoảng 2 tháng 2 luôn á, từ Tết tới giờ luôn chứ không phải 2 tháng, một con duy nhất, không còn con thứ hai nữa. Và em không biết cái tháng này còn con nào nữa không, thôi em cũng không biết luôn, vậy súp hết rồi. Rồi em xin cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh để xem những sản phẩm mới nhất của cửa hàng audio Bãi An Giang. Xin cảm ơn.